À, tiếp theo chúng con xin được đọc thay thầy Thích Thành Phú câu hỏi. Và chúng con kính mời mấy diệu an ban hồi niệm Liên Hoa Quảng Ngãi chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con có một câu hỏi con muốn nhờ thầy gửi đến ngài cư sĩ Dư Âm cho con ạ. À, câu hỏi của con như sau. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, trước đây con đã thường xuyên tụng kinh Vô Lượng Thọ. Từ khi con gặp pháp môn niệm Phật, ngày nào con cũng vào Zoom của thầy Hạnh Phú và Zoom Thế Giới Hộ Niệm. Nhưng con đang làm công việc mà con cảm thấy sai, vì con đang làm việc tại một khu du lịch. Công việc chính của con là nhân viên dọn phòng cho khách đến nghỉ dưỡng của những gia đình và có cả những đôi tình nhân và vân vân. Vậy con là người đang tu niệm Phật cầu vãng sanh thì con có bị mất công đức không ạ? À, con xin thầy hoan hỷ giảng giải cho con được hiểu rõ ạ. À, con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Làm khu du lịch, chư vị làm công nhân, chư vị phải làm trọn bổn phận của một người công nhân thì chủ mới có thể trả lương cho mình. Có lương thì mình mới tu hành được, không có lương thì coi chừng mình cảm thấy phiền não. Về vấn đề nhân quả, ông chủ lo sao lo. Vấn đề làm công nhân mình làm không đúng, mình tạo nhân quả cho chính mình. Cho nên thường thường chư tổ dạy là tận phận mình, tận phận công việc của mình. Công việc của mình là làm quét dọn, mình cứ quét dọn cho đầy đủ là mình không có sai trái. Mình về niệm Phật. Xin thưa thật với chư vị, ở tại cái xứ ta bà khổ nạn này, không tìm cái chỗ nào mà tuyệt đối trong sạch, tuyệt đối ông ngon lành, tuyệt đối viên mãn, tuyệt đối thanh tịnh đâu. Tại vì ở đây là cái cõi uế độ, chỗ nào cũng uế cả, trong cái khách sạn cũng có uế độ, trong cái chỗ mà gì đó gọi là cái chỗ mà đang làm là chỗ gì đó, khách khứa gì đó cũng có uế độ, ngay cái nhà của mình cũng có uế độ như thường. Vậy mau mau thành tâm niệm Phật đi về Tây Phương mới là cái cõi thanh tịnh. Còn ở đây chỉ là cái việc tạm thời thôi, việc làm cho việc cứ làm mà mình không làm như người ta thì thôi. Nhớ nha chư vị, đừng để những cái chuyện chung quanh mà làm cho mình phân tâm, nhiều khi cũng không tốt đâu. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.